Rồi rất vui khi anh em trở lại nha, rất vui anh em trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay mình sẽ lên đây để mình nói chung là mình nói về cái mạch đèn của xe Future, đèn LED 125 nè, chiếc Future này ha. Thì anh em có gì thì anh em liên hệ cho mình Zalo hai số này để số trên bảng nha. Cửa xe của Bắp nè, Zalo hai số trên bảng nha anh em. Rồi Zalo hai số này nha. Rồi thì mình sẽ cận cảnh là mình đã tháo cái mặt này ra, mình nghiên cứu rồi, thì có cái biết cái không, thì cái nào không biết thì anh em nào mà là chuyên nghiệp về xe này thì anh em có thể là bổ sung cho mình. Còn anh em nào chưa biết thì có thể là để khi mà mình đấu vaccine hay là câu đèn gì đó, chợ sáng gì á, thì ha, không có bị đền thì quen chiếc xe này nha. Rồi led này là led điện tử, cho nên là đèn Future đèn led là điện tử, cho nên là anh em là câu bậy là có thể là nó chết cái led này, thì mình không biết bao nhiêu tiền cái chó đèn này, nhưng mà mình nghĩ là cũng nhiều tiền á. Rồi thì anh em nào mà muốn sửa xe thì liên hệ cho mình số này nè, 1841A nha anh em, 1841A Lê Văn Lương. Rồi thì mình đối diện với cái biệt thự này với lại cái nhà nuôi yến này nha, biệt thự này. Rồi. Đường Lê Văn Lương nha anh em, ấp 4 Nhân Đức, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. Đường Lê Văn Lương là đối diện với cái nhà cao cao này đó, bên đây là nhà nuôi yến, xuống một chút nữa là thép Ngọc Dung nè anh em, đường mới làm xong rất là ngon. Rồi thằng Future này là đèn led nè, là thứ nhất nè, thì đây là công tắc đèn của nó ha, bình thường thôi, nhưng mà đây là công tắc pha cốt của nó, là công tắc nó tới hai tầng lận, công tắc pha cốt tới hai tầng. Rồi đèn led nữa, đồng hồ như thế nào, đèn báo pha như thế nào, thì anh em muốn gắn bách xin là gắn mà công tắc đèn chợ sáng gì xe này coi chừng anh em đền cái chó đèn led nha. Thì không làm mất thời gian nữa, thì mình cũng đã trải nghiệm rồi, hôm bữa mình tháo ra thì mình cũng nghiên cứu sơ sơ rồi, thì mình biết phần nào hay phần nấy thì tìm hiểu. Thì anh em nhìn đâu thấy bóng đèn đó, anh em thấy không? Rồi mình tìm hiểu sâu về hệ thống này là mình sẽ nói, mình không thể nào tìm hiểu sâu về cái những cái chip ở trong đèn led này, mình chỉ nói về công tắc của nó đồ, để mình có thể là mình đấu đèn, đấu gì ha, đấu vaccine gì á, thì công tắc vaccine mà SH chế cho xe này là không có bị đền tiền quan. Rồi bây giờ mình sẽ nói về hệ thống đèn sương mù, báo pha, rồi đèn pha led thì như thế nào nha. Rồi anh em nhớ xem nha. Rồi bây giờ mình sẽ quay nha, mình quay thì mình viết chữ cũng hơi nhỏ nhỏ, anh em thông cảm cho mình nha. Rồi thì ở trên cụm pha led này là mình có nè, bây giờ là trước hết là mình nói về cái công tắc đèn của nó. Công tắc đèn của nó là nó dùng 12V để điều khiển cái mạch từ sạc lên thôi. Thì ở đây là công tắc đèn nó có hai tầng, bật một nấc á là dây đen sao khóa, nó sẽ nối với lại dây nâu, mình quên ghi sẽ dây nâu vô nhà để mình chú thích cho thêm nha. Rồi anh em bật một nấc thì dây đen nó sẽ nối qua dây nâu. Dây nâu này á là nó sẽ đi cái hệ thống là hai cái đèn sương mù ở trên cái má bẩn của nó đó, là thứ nhất. Rồi đèn soi, đồng hồ táp lô, đồng hồ mặt đồng hồ á, mặt đồng hồ đó anh em xem á ha. Rồi nói chung là với lại đèn sau, đèn lái sau là 12V sao khóa đó anh em ha. Rồi nha, là bật một nấc. Tiếp theo là anh em bật một nấc nữa đó, thì dây đen nó vẫn nối với dây nâu nè, nhưng mà dây ở dưới đây nó có một sợi dây đen nữa, nó sẽ nối với lại dây xanh biển sọc trắng ha. Xanh biển sọc trắng này á, nó sẽ đi qua một cái rờ le ngay, nếu mà đúng là qua là nó ngay mạng sườn, ngay chỗ phía dưới bô e, nó nằm ở bên phía bên cái bửng mà xi nhan bên trái á, nó có một cái rờ le mà hai chân dọc hai chân ngang á, đó là cái rờ le đèn anh em. Để mình lấy rờ le đó cho anh em coi nha, nó cái hình dáng như thế này nè. Rồi đây là cái hình dạng rờ le của nó nè, nó có hai chân dọc hai chân ngang ha. Thì hai cái chân ngang màu vàng nè, hai chân ngang màu vàng đó, thì là hai chân cuộn dây của rờ le, hai chân dọc này nè, hai chân dọc bên ngay chỗ ngón trỏ mình nè, qua nè là hai chân tiếp điểm
Đó, cuộn dây thì một đầu nó có mát rồi, một đầu nó đưa xanh biển sọc trắng là dây đen sao khóa của công tắc đèn, thì nó sẽ hết hai cái tiếp điểm là nó hết dây sạc. Dây sạc là cái dây mà vô cái một cái tiếp điểm của rà le anh em, là dây đó là dây màu nâu sọc trắng, hồng sọc trắng gì đó nha, để mình chú thích nha. Rồi nó là sẽ ra dây hồng sọc trắng, thì khi mà mình bật cái công tắc hai nấc á, thì dây đen sẽ nối với dây xanh biển sọc trắng công tắc đèn á nè, thì nó sẽ tới cái rờ le đèn, nó hít cái tiếp điểm là dây hồng sọc trắng của cục sạc, rồi đi qua là cái chân tiếp điểm này là tới xanh trắng sọc xanh lá cây. Trắng sọc xanh lá cây này nó là tạm thời là nguyên một cái vàng này á, là dây của cụm pha led, nó gồm là trắng sọc xanh lá cây, rồi dây vàng ha, rồi dây trắng sọc đen nè, rồi dây trắng nè, rồi dây nâu sọc trắng, thì có một nhánh nữa đó là dây nâu sọc trắng nè. Nói chung từ cục sạc lên á là nó qua cái tiếp điểm rà le, nó qua là nó đi lên cái đuôi của cái chó đèn pha này, nó sẽ có hai dây là dây nâu sọc trắng với lại dây trắng sọc xanh. Hai dây này nè, từ cục sạc lên nè, một cái là đi thẳng vô đuôi luôn nè, đuôi đèn luôn nè. Đây là cái đuôi đèn ha anh em ha, tượng trưng đây là đuôi đèn, thì ở đây là nó qua rờ le nè, hồng sọc trắng nó qua tiếp điểm rờ le. Khi mà bật công tắc đèn nó sẽ qua dây lúc đây này là rờ le nó ngậm rồi anh em, nó sẽ qua xanh sọc trắng. Đây là công tắc mở đèn hai nấc rồi đó. Rồi phần này là ok ha. Thì cụm đèn pha này nó còn sợ dây trắng nè, dây vàng với lại dây đen sọc trắng, thì ở đây là đây là công tắc pha cốt của nó nè anh em. Rồi tạm thời cái công tắc pha cốt này á thì nó sẽ có hai tầng, một tầng trên đó là có dây trắng sọc xanh biển, mà sau cái nấc thứ hai mà dây đen nối với dây này sọc trắng để nối điện tiếp điểm rờ le nè, nó sẽ chia ngã xuống dưới là một cái chân là cái tầng trên là dây xanh biển sọc trắng, đây là cũng là lửa sao khóa nè anh em. Đó thì khi mà dây xanh biển sọc trắng này á thì nó không có nối với dây vàng anh em, cái này tầng dưới á, thì nó sẽ có dây xanh biển này á, thì là khi mà mình bật cái chế độ pha đó, bật cái nút công tắc này chế độ pha đó, thì dây xanh biển sọc trắng này nó sẽ nối với dây dây xanh biển này, thì dây xanh biển này sẽ lên đèn táp lô để báo pha. Dây xanh biển sẽ lên đèn táp lô để báo pha, là đèn báo pha vẫn là đèn sợi đốt bình thường như rim quay mình thôi. Rồi thì cái dây vàng này là tầng trên nè, với lại dây trắng sọc đen là tầng dưới, nó nằm ở chính giữa nha anh em, nó nằm ở chân giữa. Rồi một sợi dây trắng đó thì mình chưa tìm ra nguyên nhân, nhưng mà cái sợi dây trắng là nó tầng dưới. Thì khi mà anh em bật cái chế độ cốt á, khi anh em bật chế độ cốt á, thì thằng dây vàng của tầng trên là nó sẽ nối với dây trắng sọc đen. Mấy dây này đều vô cái chân đuôi đèn led hết, đuôi led pha hết, led đèn pha hết. Thì thằng vàng á, mà nó nối với lại thằng trắng sọc đen của tầng dưới á, thì lúc đó là có một tầng trái thôi, có một là lúc đó là ở chế độ cốt, là thằng vàng nó sẽ nối với trắng sọc đen. Rồi khi anh em bật chế độ pha thì thằng xanh biển sọc trắng để mồi cho rờ le nè, nó sẽ nối với lại thằng đen là đưa ra đèn báo pha, lúc đó đèn báo pha trên đồng hồ nó sẽ cháy nè. Thì đồng thời là cái đèn led này nó sẽ cháy hết công suất, là có nghĩa là nó sẽ sáng hết hai tầng đó anh em thấy chưa. Đó rồi thì cái mạch đèn đèn báo pha này là nói chung là mình tóm lại là nó chỉ như thế này. Mạch đèn pha này là trong mạch đèn pha này nó sẽ có hai chân là dây nâu sọc trắng từ ở dưới cục sạc lên nè. Thì cục sạc là dây trắng là từ dưới mâm lên, mình không có nói những cái dây sạc vô bình, mình chỉ nói là cái dây mà nó lên cái cụm mà đèn pha led này của Future 125 là nó có dây từ cục sạc lên, là nó có dây nâu sọc trắng với lại dây hồng sọc trắng. Thì khi mình mở công tắc nấc thứ hai mà để đèn pha sáng á, thì nó sẽ xuống cái rờ le đèn,
thì nó mới nói vô là từ dây nâu sọc trắng, thực tế ra là dây hồng sọc trắng đây, là với lại dây xanh trắng sọc xanh lá cây là một anh em, nhưng mà khi mà mình mở đèn nó mới nối với nhau thì nó đi qua đây. Thì cái nút này mình không cần cần biết, nó hai tầng mình không cần biết, nhưng mình đã thử rồi, mình đã đưa ra cái nút nó ra, là mình đưa đuôi ra mình thử thông mạch rồi. Thì khi mà anh em bật chế độ code á, là cái dây vàng của tầng trên á nó sẽ nối với lại dây giữa của tầng dưới là dây trắng sọc đen à, mình có nè. Thì lúc đó là nó sẽ cháy, bóng sẽ sáng chế độ code. Rồi khi mà mình bật pha thì thằng mồi điện này là từ ở sau mà công tắc chế độ thứ hai dây đen nối với lại xanh biển sọc trắng này á, là nó sẽ lên cái công tắc, nó chuyên ở ba mồi do cuộn dây rà le nè, nó sẽ vô công tắc. Thì khi mình bật chế độ pha thì nó sẽ nối với dây xanh biển để báo đèn pha thấp lô đó, đồng thời là thằng vàng của tầng trên nó sẽ ngắt với lại thằng đen sọc trắng. Rồi như vậy ha. Rồi thì dựa trên nguyên lý này á, thì mình hy vọng là bữa nào có xe mình sẽ dọc, mình sẽ tìm ra cái nguyên lý để mình chỉ cho anh em là cái mạch bách xin ở trên cái future đèn led này nha. Rồi anh em nhớ chờ xem nha. Thì có gì là anh em nhớ chờ xem, mình sẽ tối ưu hóa cái mạch bách xin này cho anh em xem. Rồi mình nghĩ là cái mạch bách xin này nó phải cần hai cái rờ le nha anh em, hai cái rờ le hỗ trợ nó để mình mới bách xin được, bách xin SH á. Rồi thì vậy thì mình cũng đã phần nào là cho anh em hiểu được cái nguyên lý mà khi mà mình pha code trên xe này, rồi mở đèn đồ, công dụng của cái rờ le đèn của chiếc future đèn led này. Rồi có gì thì anh em nào mà mình có thiếu cái gì thì anh em bổ sung giùm nha. Rồi nè, là mình có bán cái cảo hoa lăng của quay Nhật nè, quay Honda là quay Nhật anh em, còn quay Trung Quốc là TW nè, đó hai đầu nha anh em, cứ tưởng đâu là nó giống nhau nhưng mà Trung Quốc nó hơi to hơn chút đó. Thì bây giờ là cái đầu ti cảo với là đồ rất là ngon nè. Rồi cái đầu ti này nó lối vô cái lỗ rúng của cái đầu dên nè, thì đây là có cái chụp bảo vệ đầu dên luôn, đây anh em mua là được tặng thêm cái chụp bảo vệ đầu dên nha. Rồi thì cái bộ này là chỉ có 250.000 thôi nha anh em. Rồi là được tặng một cái chụp bảo vệ dên. Rồi giờ bắn ra mình thử nghiệm thôi. Rồi quay Honda thì anh em đổi ngược đầu lại thôi. Rồi anh em đưa cái đầu mà HD là Honda, quay Honda anh em đưa vô. Rồi chụp Trung Quốc thì đầu kia. Rồi đây chụp bảo vệ đầu dên anh em, có lỗ rúng chính giữa nè. Rồi ha, cảo ra thử đi như thế nào nha. Đầu cảo này là bao chắc luôn, bao ôm luôn nha anh em. Rồi, diễn ra được rồi. Rồi lấy ra mới được. Rồi anh em thấy không, rất là ok nha. Rồi chỉ với 250.000 là có cái chụp bảo vệ đầu dên luôn nha. Rồi một cái chụp bảo vệ đầu dên với cả hoa lăng. Rồi cả hoa lăng đâu. Rồi quá rẻ cho cuộc tình nha anh em. Rồi. Rồi thì mục đích mình lên video này thì mình muốn cho anh em là sơ, tại vì mình sửa xe thì mình tháo ra là mình có trải nghiệm thực tế, thì cho anh em nào mà để mà anh em câu tầm bậy tầm bạ khách hàng đồ mà cứ mua đồ về mạch bách xin, mua cái công tắc đèn bách xin của SH về anh em câu tầm bậy tầm bạ hay là câu chợ sáng gì thì có thể là nó đi luôn cái palette của future 125 này. Còn thì anh em cũng hiểu sơ sơ về cái mạch điện, mạch đèn xe này. Thì anh em nào mà có cao cơ hơn á, thì không giấu nghề thì vô cứ bình luận, hoặc anh em nào không hiểu thì cứ bình luận ở dưới. Thì có mình không biết đó, thì có nhiều người ta xem qua clip, ta nhìn bình luận thì người ta cũng có thể là hỗ trợ anh em, hoặc là bình luận cho cái chương trình nó thêm phong phú. Thì video hay hay dở thì nếu mà thấy hay thì anh em nhớ nhấn nút đăng ký cho mình nha, đăng ký kênh cho mình. Rồi mình cảm ơn nhiều nha. Rồi, chào.